Hàng 500 bánh ấy, thì chú đã nói chuyện với chị Ánh. Dạ. Đôi bên đều vui vẻ. Chị Ánh với chỗ các cháu cũng đã nói chuyện và cũng đã hiểu nhau. Dạ. Thế có còn vấn đề gì nữa không? À, dạ không vấn đề gì chú ạ. Chị Ánh chị cũng giải thích với bọn cháu rồi. Tức là chị lo bọn cháu là chưa có kinh nghiệm, chưa biết cách chăm sóc khách hàng. Thế cho nên là chị đứng ra chị thỏa thuận hộ thôi ạ. Được rồi. Chú sẽ quan sát xem ba anh em làm cái lô 500 bánh xà phòng này xem thành phẩm và quy trình ra sao. Dạ. Chú sẽ góp ý. Dạ. Vâng ạ. Chú cũng biết là 500 bánh cũng không phải là đơn hàng lớn lao gì, nhưng chú cũng không dám hứa trước là sẽ giúp được gì khi chưa nắm được tình hình của ba đứa. Nhưng chú sẽ giám sát đấy. Chú cứ yên tâm đi ạ. Bọn cháu là sẵn sàng lắm rồi đấy ạ. Rồi. À, tôi không còn gì để hỏi nữa. Nhưng chú sẽ đánh giá kết quả đấy. Dạ. Thế em định giấu anh chuyện này đấy à? Em có giấu đâu. Em định làm xong thì báo với anh rồi mà. Thế em nói với anh như nào? Dù có chuyện gì thì cũng phải nói với nhau một câu chứ. Em nói với anh Hưng rồi. Nhưng mà thấy anh bận nên là em tự làm được. Ừ thì cứ cho là anh bận. Em không muốn làm phiền đến anh. Thế thì ít nhất em cũng phải nói với bố một câu chứ. Dù gì cũng là người nhà. Đằng này em đi nhờ vả người ngoài là thế nào? Anh nói thế mà nghe được à? Bây giờ bố có tuổi rồi, đã không phụng dưỡng được thì thôi, lại còn nhờ vả mấy cái việc như này. Thế bỏ tiền ra thuê người làm một loáng là xong chứ có gì đâu. Ừ, giờ thì em có tiền. Em cần cái gì cái là có người sẵn sàng bỏ tiền ra giúp em. Em không cần đến người nhà. Anh đừng nói cái giọng ấy nữa. Tiền này là tôi đi vay đấy chứ không có sẵn đâu. Mà tôi làm như thế này là vì ai? Vì gia đình này, vì thằng Đô đấy. Sao anh không nghĩ là vì anh đốt tiền của tôi quá nhiều lần nên tôi mới phải khổ sở như thế này hả Tiến? Bực cả mày. Tôi là tôi chả tin kế hoạch của ba cái thằng đấy đâu. Cứ để cái anh nó có kinh nghiệm nó làm. Xã có tiền, thằng Thắng lại có việc. Chuyện ủy ban mà bà làm như là chuyện nhà mình đòi quyết. Thì chú Lộc chú là người nhà còn gì. Thấy phải, mình cứ thẳng thắn góp ý chứ. Tôi còn lạ gì bà. Bà sợ thằng con bà mất cơ hội làm quản lý chứ gì. Này, chỗ cái anh ấy, bà đừng có thân thiết quá, phải giữ khoảng cách. Nó có phải là họ hàng anh em ruột thịt gì đâu, mà chuyện gì cũng có thể chia sẻ được. Ai biết đâu được ý. Thì thấy nó cứ bàn chuyện công việc với chú Lộc, lại còn cho thằng Thắng nhà mình việc làm nữa. Thế bây giờ biết rồi, thì lúc chuyện ra chuyện vào, đừng có ý kiến ý cò như hôm nay. Chỉ được cái ném đá hội nghị thôi. Tôi thấy cứ để cái anh nó làm. Thằng Thắng nhà mình còn chắc chân. Đoàn thanh niên mà làm á, thằng Thắng nhà mình chỉ có cái chân cò con thôi. Ai bảo bà thế? Hả? Hay là cái anh nó lại mớm lời bà? Đâu. Cái anh không phải dạng vừa đâu.